cho nóc á, là cũng như là mình vô mình bắt rồi lấy cái sự mà hên của ổng không? Nước sâu không trời? Anh đập lên lục bình anh đi được. Ở miền Tây bây giờ những cái lục bình như như thế này á, thì những cái đọt lục bình non á, mình có thể sử dụng để mình nấu canh chua, đúng không anh? Xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ lại có duyên được hội ngộ cùng với lại anh Tú sau khi công bố cái số tiền của Mạnh Thường Quân cho gia đình của Út Nhất. Ngày mai này thì Bùi Hồ cũng sẽ qua gia đình Út Nhất hỗ trợ thêm cái phần tiền điện nè, rồi các kiện hàng của quý Mạnh Thường Quân á, kiện quà. Và bây giờ thì chắc có lẽ là buổi trưa Bùi Hồ gặp anh Tú tâm sự tí xíu. Anh Tú ơi, tí xíu anh em mình đi mò ốc được không? Dạ được. Mò bán cho em ký nhiêu cũng được, trơn em trả. Trả mà nhưng mà không lấy luôn. Sao ạ? Làm biến lấy cho anh đó. Làm biến? À. Sao làm biến? Lấy tiền mà làm biến? Bị anh tặng quà cho em rất là nhiều đó. Ừ. Mình thấy mình làm biến lấy quá. Em tặng anh cho anh gì đâu? Tặng tiền hoài làm biến lấy quá. Sao làm biến? Là tiền của em là tiền dởm hay sao? Tại cái chuyện cũng như như anh cho em quá nhiều nên em làm biến lấy quá. À, bây giờ là tặng thôi. Dạ, mà ốp để tặng cho anh bây giờ. Không phải tặng mấy chú được không? À, giờ là mò ốc là chỉ tặng cho anh em thôi. Dạ. Vì sao? Vì cũng như là vì công việc mà thương anh á, không có lấy tiền. Anh đau đâu anh? Gì chợ? Rồi không lấy tiền vậy rồi có buồn phiền gì không hay là vui vẻ? Không có buồn phiền gì đâu. Gặp anh là cảm thấy vui vẻ mới đi mò. Ừ, thiệt chứ... không? Ừ. Gặp em vui vẻ sao kể nghe ơi. Cũng như gặp anh mà ở phía bển qua đó, gặp anh vui vẻ đi mò chơi vậy thôi chứ đâu có biết buồn phiền gì. Dạ hả? Dạ. Dù có mệt mỏi là mình vẫn phải đi hả? Mệt mỏi mà nhưng mà có cái ở trong lòng mình rất là cố gắng lên. Cố gắng lên. Cố gắng sao? Cố gắng mà cái sự mình đi mà ốc giái sinh cho được 2 kg để về tặng cho anh. Ừ. Bây giờ mình mò ốc cái kỹ năng tuyệt chiêu sao mình mò mới nhiều ốc chia sẻ được không? Hả? Mò sao mà mới có nhiều ốc được chia sẻ với? Cái này cũng như mình đi chạy, cũng như mình chạy hí vô mình đi mò chứ chưa biết tướng. À. Tại cái hồi hồi trước cái nó khác, còn cái hồi bây giờ mò cái như mình đi mò hoài đó, ốc nó giảm rồi. Cái này đi mò thấy cho anh được 2 kg. Ừ. 2 kg để mà giúp đỡ cho anh coi chơi. Ừ, coi thôi chứ không có ăn. Dạ. Ăn được không? Để mò cho anh coi chơi vậy thôi. Coi ngốc hả? Dạ. Cầm móc lên mình coi rồi mình thả nó ra hay sao? Thì mò cho anh 2 kg, anh làm cho anh làm dơ cho anh coi. À. Anh về bển anh làm sao làm. Mình thả nó ra hay là ăn nó? Hả? Mình thả nó ra hay ăn nó? Như mò đem về cho anh dơ cho anh chứ không có biết. Anh làm sao làm chứ không biết. Anh tự anh thả hay là đem vừa anh ăn cũng vẫn được. Dạ, cách nào cũng được đúng không? Dạ, cách nào cũng được. Mình cảm thấy vui vẻ là được rồi. Dạ. À. Dạ, anh mò ốc anh đãi em, tụi em có đi ăn nhà hàng này rủ anh được không? Đi ăn nhà hàng hả? Nhà hàng tôi ít có ăn lắm, mà nhà nào ông mời thì đi chứ không ít có đi. Sao ạ? À? Nhà nào hên thì đi chứ còn xui thì thôi chứ không có dám nói tước luôn. Hên là sao? Còn xui là sao? Là cũng như hên là được anh mời đi ăn đó, còn nếu mà không mời thì em không có đi. Mà buồn không? Dạ không. Không buồn luôn hả? Dạ. Ở đây là thương mấy anh em này dữ không? Thương, cũng như đi ăn mắc tốn tiền anh chuyện này chuyện nọ kia. Ừ. Để cho anh có để mà có tiền để mà anh về bển có khi anh ăn cơm hoặc là uống cà phê. Ừ. Chứ sử dụng tiền của em là cũng buồn hả? Chứ tôi dùng quá lãng phí. Quá lãng phí? Ừ. Lãng phí sao? Lãng phí tiền bạc của anh với à. Không muốn lấy. Không muốn lấy luôn. À. Lấy mà trong lòng không vui vẻ chút nào hả? Lấy mà nhưng mà lấy đồng tiền anh cũng không được vui quá. Dạ. Cũng như lấy số tiền anh để dành cho anh về bển để anh có ăn cơm hoặc là ăn cháo chứ lấy quà của anh ra.
Để em tự động em đi móc kiếm tiền em uống cà phê được rồi. À vậy uống ly cà phê đi mấy anh em mình đi ha. À, nghe anh Tú nói mà cũng thương ghê á, mặc dù là vẫn thích tiền để mà uống cà phê nhưng mà móc là để cho tặng anh thôi. Tặng anh vậy thôi chứ không có lấy tiền mà. Lấy dòng khi nó hơi buồn phiền anh em thôi. Làm biếng lấy tiền của anh. Làm biếng lấy tiền. Cảm ơn chưa. Làm biếng lấy tiền của em hả? Ừ. Không giờ thấy anh qua ở bển qua mà tặng quà cho em quá nhiều nữa. Con người của mình làm như cũng làm biếng lấy. Làm biếng lấy là sao em không hiểu từ làm biếng luôn á. Là cũng như con người của anh cũng như là con người quá tốt bụng mà qua đây để mà giúp đỡ cho tôi đó. Mà được có cái tôi không lấy tiền. Để cho anh để dành cho anh để dành dụm để về bển mà sắm vàng để mà lo cho vợ con. Ừ. Cái lấy quà của anh cho anh cứu vợ phải không? Đúng rồi. Trời chuẩn bị mưa rồi, đi không? Sáng nào đi cũng được, mà đừng có cái nắng lên. Thấy tàu này cũng ấm, thấy sợ vô tổng, không thấy ổng, không thấy ngốc. Sao hả? Trời nắng lên nữa quên. Trời này mọi im á, mát. Không có ngày mai nữa quên, trời nắng lên nữa. Anh sợ ông trời đánh à? Không phải sợ mà như là cái mình có cái sự linh cảm. Linh cảm sao? Là tàn nắng lên nó đi quên. Chứ tàn này đi thấy buồn bã không? Buồn gì buồn? Vậy mà tôi biết buồn đó. Buồn sao? Nhìn thấy tàn u ám đi vô đổng mò cái khoảng cách của mình nó buồn bã lắm. Buồn sao? Nói không nhiều ấy. Không nghe lời tôi đi tàn nắng đi quên. Trời nên sợ hả gì? Không, tôi không có sợ chắc nào đâu mà đừng cái tàn nắng lên đó. Không nghe lời. Nghe lời tôi đi. Trời nắng á. Trời mưa này sao mà anh trời mưa, trời cái chuyện này ông đi hoài là hư bồ hư đường hết rồi. Ừ sao hư? Ông nghe lời tôi đi, trời nắng đi. Chắc trời mưa này mát mình con ốc nó mới lên. Không có gì mà tôi vô tổng tôi biết là nhìn không thấy luôn. Trời nắng nó trốn trơn rồi. Đụng qua tầng này mà vô tổng không thấy hình nó luôn. Không thấy hình gì? Tôi ngồi ngoài này mà tôi dòm tôi biết. Ngồi ngoài này nhìn thấy con ốc cổng luôn hả? Vô tổng là nhìn không thấy luôn đó. Trời mưa này tốt hù tốt hì vô tổng mà biết ai đâu mà món ốc. Không nghe lời tôi đi cho trời nắng đi chắc ăn. Mà nếu như mà không nghe lời là bị gì sao? Có sao? Ông không nghe lời tôi là hư bột hư đường hết. Không cho ông. Nhưng mà tự nhiên giờ thèm ốc quá. Tôi nhìn thấy cái bầu tàu tôi biết lên. Tôi sợ hư bột hư đường cho ông thôi. Nhưng mà tự nhiên giờ thèm ốc quấn anh Tú mồ quá. Thèm là đừng mơ hết luôn. Thấy buổi mơ sát sáng mơ dắt này đi vô đổng thấu hùng. Sáng ngày mai công chuyện tùm lum hết. Cái chuyện gì cũng được, Nguyễn Sinh có cho anh thôi. Mà được có cái đi mình đi lựa buổi tờ nắng đi nó dễ. Tờ này vô đổng tối hù tối hì không thấy ai lên sao mò. Đâu có sáng mà vẫn còn anh mặt trời kìa. Thầy nhân mà ông nói thốt ra tiếng nói tôi biết rồi. Mà được có cái là ông lựa đi nghe lại tôi đi tờ nắng đi. Vậy bây giờ lỡ hứa với lại Mạnh Thường Quân là đi mò ốc về gỡ cho mấy bả bển ăn rồi bây giờ không có rồi sao? Thôi mà ông dắt nào cũng được, cái lần ngoài vô động nó tố hù tố hì. Tố hù tố hì là sao? Tố hù tố hì là cũng như ông mò ông không thấy con nào đó. Dạ. Dạ. Thì tôi biết tôi ngồi đây tôi. Con ốc nó chịu trời mưa không? Nó lựa nó phải tầng nắng thôi mà. Dạ. Dạ tầng nắng lên nó bắt mấy gói, còn tầng này vô động tố hù tố hì đâu có thấy ai đâu quá. Nghe lời tôi đi chứ ông làm cái thai hoàng hư bột có được. Buồn người tự nhiên muốn khóc luôn à. Cái sự tôi nói là cái sự tại tôi thương ông tôi mới nói thôi chứ ghét ông nói ông làm gì. Sợ mất công vô tổng không có cho ông tội nghiệp cho ông. Là thôi lát nữa mình chạy đi vô tổng mình ngắm cảnh mình hướng gió thấy đại đi. Vô tổng chị chở đi xe gắn máy vô cờ kiếm chỗ nào ngắm gió coi. Tôi không phải nói tôi mò cho anh dắt nào cũng được rồi mà sợ vô trống không có cho anh mất công. Vậy vô trống em xuống em mò chung với anh luôn chịu không? Được rồi. Chào anh Út.
Mới vô đồng vui như mất cười muốn chết. Ủa chào anh Ốc là chào ai? Là chào anh Ốc là cũng như là mình vô mình bắt lấy cái sự mà hên của ông không? À. Hên của ông nào? Hên của anh Ốc không? Gỡ khẩu trang ra đi. Cái đẹp ra đi anh. Là nó nói lại mới, ơi mới vô là nói chào anh Ốc. Vậy là có sự may mắn hả? Dạ, mới vô cái sự may mắn của bốn anh em của mình. Còn không chào. Nếu mà mình không chào ổng sợ xui gũi vô thổng thì sợ không có. Bắt nó mới phải chào trước hả? Rồi rồi đi đi bắt Ốc rồi chào cô bác anh chị nói là sao? Thì vô thổng nó chào anh Ốc để mà bắt cho nó hên. Đi vậy đi ha. Dạ. Một cái thao chân trần mặc cái quần tà lõn. Mình quen Ốc quắn, còn con ba cái con Ốc bu mình chưa có làm bạn ta đến gì đó. À. Chưa có biết. À. Chưa có làm bạn với Ốc bu. Con Ốc quắn với con Ốc bu anh thích bắt Ốc nào? Thích bắt con Ốc quắn. Vì sao? Tại Ốc quắn nó hợp với bốn anh em mình. Còn Ốc bu thì kiểu như mình chưa có quen biết thấy nói gì đó. À. Cái tên nó đẹp không? Cái tên có bu đẹp không anh? Tên có ốc quắn nó đẹp. Dạ. Yeah. Yeah. Tên có ốc bu thì sao? Ốc bu thì cũng như mình chưa có làm quen nó, mình cũng không dám bắt. Ờ. Còn cũng giờ nào nó xa lạ với mình, giờ mình vô mình bắt nó cũng thấy xa lạ. Nó cũng lạ tay đúng không? Dạ. Yeah. Đoạn đường này đi còn xa không anh? Còn cỡ bao nhiêu dặm nữa? Anh Tú rất là giỏi đi chân đất á. Ờ, cái chân nè. Ôi ơi. Mà anh lội nhanh lắm nha. Cô bác có gì thấy anh lội hay kinh khủng luôn á. Đoạn đường này vô khoảng 2-3 cây số á. Mình đi nãy giờ mình cảm thấy thở á. Ừ. Trời nắng thì đi bắt nó vui ha anh Tú. Còn trời mưa. Ồ, được phải đi qua một cái cây cầu khỉ vậy nè cả nhà. Ờ, anh đi lẹ kìa. Nhanh ha. Trời ơi, mò vậy đó hả? Kiếm được đồng tiền đâu phải dễ ha. Ồ, mò chỉnh lên rồi. Tháo khẩu trang ra đi cho khỏe anh Tú. Kêu tháo là dục. Tại vì khi mà đi á, đeo khẩu trang vô nó ấy lắm. Được con nào chưa? Đó, bỏ cái con rồi đó. Cũng đòi anh lắm, thương anh lắm. Ừ. Cứ làm lỗi như vậy mà mò ốc thôi. Mà bán được là uống cà phê ha, chứ không có xin tiền ai hết á. Thường có cái vấn đề đó đó. Từ trước giờ là thấy không xin tiền ai hết. Cảm thấy không có tiền là xách cái thao đi. Đi mò có tiền là dễ uống. Không xin mà cũng không trộm cắp gì chứ hết. Hồi đó giờ sao anh không xin tiền ta mà đi mò gì cho cực anh Tú? Dạ. Không xin tiền ta cho khỏe. Xong mà qua đây nè, mà qua đây em nghĩ nó nhiều nè anh Tú ơi. Anh Tú mò có khi nào dính cá không? Không mà có dính cá không? Không. Trên cái đầu anh có ghét à? Có cái lá cây à? Ở trên đầu anh có lá cây kìa anh Tú. Đầu anh có lá. Hình như là ở dưới đó có mấy cái gốc cây hay sao á. Đúng không anh Tú? Ừ, tính ra từ sớm giờ là cũng thật ra cũng đâu có mau đâu. Nếu lâu mà được một ký ốc á. Đúng không? 10.000 lâu lắm. Ừ.
Cái điểm này không có, mấy mình xuống điểm dưới anh Tú ơi. Con ốc quấn hay còn gọi là con ốc đắng, thì con ốc này ăn làm gỏi á, ngon lắm. Mà cô bác của anh chị mà về Việt Nam á, mà con ốc này mà luộc lên á, lễ ăn với lại nước mắm xả ớt ha, thì phải nói là cực kỳ ngon. Có một số người là đặt anh Tú mua không phải để ăn mà là để phóng sanh. Thấy anh Tú như vậy thì mua chủ yếu là để thả dưới sông. Ngồi luôn này, ngồi dưới tịnh luôn nè. Rồi cái mình ướt hết luôn rồi. Ủa ngốc nó trốn cái gì anh Tú? Ồ là anh không nói chuyện luôn á. Anh Tú ơi. Dạ. Ngốc nó trốn cái gì vậy? Hả? Nó gặp anh nó có sợ không? Dạ không. Thấy cái bụi tre này gai không á anh ơi. Được ký chưa? Chưa đâu. Dạ hả? Nhiều đó. Nhiều đó là được 10.000 chưa anh Tuấn? Chưa ha. Cực chứ. Đâu có sung sướng gì đâu. Mới xuống thấy bập bập rồi đó. Ồ chỗ này có lý hay gì vậy? Coi mấy nhánh cây nhỏ. Có lý rồi, có lý rồi. Bắt con ốc này có cái tiết lạnh không anh Tú? Dạ. Con nó có cái tiết lạnh không? Ảnh dễ thương lắm, hỏi ảnh là dạ dạ. Dở lên, dở cái nhánh lên đó anh. Dở lên vậy đó, đó mình mới thấy. Cái kinh này ra xong đó thì chắc sâu quá. Sâu lục bình nhiều quá. Đúng rồi, lúc đầu á. Anh Tú biết lỗi không anh Tú? Dạ. Biết lỗi không? Dạ biết. Đâu nhiêu rồi? Con ốc nào là con ốc quấn, con ốc nào là ốc bu đâu? Chỉ giùm em ơi. Anh Tú. Dạ, ốc quấn. Ốc quấn hả? Dạ. Có ốc bu không? Không, ốc quấn thôi. Ừ. Ốc quấn đó là 10.000 ký. Còn ốc bu. Nhẹ tay á, mạnh tay là nó lặn. Bữa hổm anh Tú mò 50-60 thao phải không? Phải không anh Tú? Dạ. 50-60 thao hả? Dạ, mò ở phía bển đó nghe. Phía bển đó hả? Dạ. Ủa vậy chắc cạn kiệt rồi, bớt ốc rồi. Bớt rồi. Còn ít ha. Bữa nay thắt thu rồi anh Tú ơi. Dạ. Được ký chưa? Chưa đâu. Chân bị gì á? Dạ. Chân bị gì rồi? Bị gì anh? Mình anh đi mò trong này mình ơn mà anh có sợ không anh Tú? Sợ không? Tỉnh thể ra đó là có đó. Ra đó là nhiều á. Biết lỗi không đó nghe. Ra ngoài đó nó đu cây nhiều anh Tú. Đó người ta chắc già hả anh Tú? Nước sâu không trời? Anh đạp lên lục bình anh đi được.
ở miền Tây bây giờ những cái lục bình như như thế này á, thì những cái đọt lục bình non á mình có thể sử dụng để mình nấu canh chua, đúng không anh Đồng? Ừ. Nấu canh chua với cá cá sặc á, đúng rồi. Ngon lắm. Cái bông lục bình á với mấy cái tược non của lục bình thì thường chấm mắm đúng không? Đúng rồi. Với nấu canh ăn rất là ngon. Hình như là có nhiều quá, tại vì những cái con ốc nó thường đeo bám trên những cái nhánh cây á. Thấy cũng cực ha, nhưng mà thương cái ảnh vất vả, ảnh chịu lao động, mà khi biết mà lội với đoạn đường mà khoảng đi về khoảng 6 cây số á thì nó giúp cho con người của anh nó khỏe, đúng không anh? Đúng rồi. Lao động mà lội bộ như vậy thì mình tập thể dục, mình lội ngày 4-5 cây á nó cũng khỏe lắm. Và thôi thì vậy thì nó cũng vui, cuộc sống của ảnh nó cứ an nhàn, ảnh suy nghĩ nó đơn giản nhưng mà hay. Thậm chí rủ đi ăn nhà hàng, nó anh rủ tôi đi ăn chứ anh không rủ tôi ở nhà quá chứ kỳ lắm. Ai rủ mới đi à, không có mơ ước gì cao sang trơn á. Mà đặc biệt anh có để ý không, khi mà bắt là rất là tập trung nha, hỏi là không nói chuyện đâu. Tại vì cái bệnh thân của anh Tú yêu lao động lắm. Mà ba mẹ anh Tú á là anh Út Nhất rồi cũng rất là giỏi, rất là siêng luôn. Nhưng mà vì một cái hoàn cảnh nào đó mà anh phải như vậy thì mình thấy lại càng thương hơn ha. Ôi ở đó cá quá trời luôn. Đây là cái cảnh hàng ngày của anh Tú nên là nữ là chia sẻ lại cho tất cả các cô chú anh chị cũng như là tất cả các bạn được biết là anh Tú kiếm ra đồng tiền nó như thế nào. Chứ bình thường lắm trời, mấy anh em mình chia sẻ thì chỉ nghe qua lo những lời nói của anh thôi, chứ mình đâu có thấy anh thực hành là mò ốc như thế phải không? Nhưng mà hôm nay đây mới là cái sự thực hành của anh đó. Trời ơi, phải lặn lội như thế nè để bắt tìm con ốc. Ờ, trúng bánh không anh Tú? Chưa biết. Mà thấy nhiều không? Nói chuyện khôn lắm, tiếng nào là dạ tiếng đó à. Gai gấp không mà thấy anh bường vô ha. Gầm, gầm cái anh Tú nhìn lên. Anh nhìn lên hả? Ừ. Chắc chút xíu chạy về quá. Qua đi anh. Anh đam mê làm mà bắt cho bằng được thôi mà. Nói câu thấy thương lắm. Tôi lấy tiền của anh tôi làm biến lắm rồi. Mà theo anh nghĩ cái khu ở đây ốc quắn con bự bự không à? Dạ con mập lắm. Nhìn bây giờ không có thì tranh thủ mình đi về đi anh Tú ơi. Không gầm rồi đó. Được rồi anh ơi. Tranh thủ, tranh thủ. Tranh thủ đi. Ông gầm dữ lắm rồi đó. Thôi bình thường cứ ha. Ông sao đâu. Sao dòm lên không à anh? Dòm lên rồi. Hả? Trời lúng lắm á.
xịn. Rồi đi ra đó tăng hốc bành bành xuống kìa. Ồ. Cũng bộn bộn rồi nè. Đó nhiều không? Nhiều không? Này cũng cả ký rồi đó. Đâu Tuấn? Chưa nữa hả? Ừ, từng đi bán bởi biết một ký là biết luôn á. Đâu? Đừng ký chưa? Chưa hả? Thôi mình đi về đi anh. Xíu đi anh. Sao? Mò nữa hay dài nè? Đi dài luôn. Ông chuyển hả? Chuyển làm thấy ghê quá. Ông làm thấy ghê thì sao nó nghe ơi? Nó. Ngồi ngồi. Ngồi xuống. Chuyển ông ghen thì à. Dạ. Rồi. Bây giờ nhiêu ốc đây là đủ bán không? Dạ. Đủ bán không? Được rồi. Hả? Coi chơi chứ đâu có bán. Mò mà coi chơi. Coi chơi chứ không có bán. Sao ạ? Không, không có lấy tiền. Ừ. Vô đây chơi. Vô đây chơi thích chơi đó hả? Dạ. Mệt không? Không. Không mệt ha. Dạ. Vui không? Vui. Mà thấy ông chuyển gì thấy sợ không? Dạ. Sợ sao? Thấy mò ốc không ghen thì hì vậy. Thấy ổng ghen hì hì hoài. Ừ, nghe thấy sao? Ừ, thấy cũng sợ mưa đi, ướt áo anh em mình. Sợ mưa hay là sợ ổng chớp? Sợ mưa ướt áo anh em mình mất công. Ướt áo rồi thay, anh cũng ướt rồi. Thì biết rằng vậy mà đều sợ như mất niềm vui. Mất niềm vui có gì đâu, em vẫn vui à. Anh vui không? Vui. Vui ở đây chừng nào mưa về. Ừ. Ha. Về quá. Đây. Chớ chớ từ từ. Sao ngừng. Sắp thao chạy luôn rồi. Bữa nay ngọc xíu là không kịp à. Vậy. Để ổng làm tới anh em mình là không kịp. Không kịp vậy bình thường mình núp vô cây. Không kịp ổng. Mà em hỏi thiệt nè, sợ thì đi về còn không sợ thì ở, anh sợ không? Dạ. Sao giờ lên không hả? Đi về. Ớn ổng. Ớn gì? Ớn gì? Không mưa lạnh chết. Nhưng mà anh hình như là sợ đúng không? Mới kêu về liền đúng không? Sợ mà nhiều lúc mà ổng mưa cái mình tở tay không kịp à. Ừ, tở tay thì sao? Rồi mình chạy không kịp chứ. Tở tay là gì, lừa lật qua lật lại hả? Ờ là mình tở tay là như mình chạy không kịp ổng mưa tới. Bây giờ mưa thì cũng đã chuyển rồi, bây giờ về cũng đâu kịp đâu. Anh thấy vậy chứ ổng làm nhanh mau lẹ lắm. Ổng làm mà vậy. Ổng làm mau lẹ là sao? Ờ, tao nó mưa xuống là ướt áo liền đó. Ướt áo này sợ không? Dạ sợ. Mà áo anh cũng ướt rồi nè. Áo cũng ướt sẵn rồi. Hay là về? Dạ về. Cho quyết định cái nữa đó. Dạ về. Vì sao? Dạ, ổng mưa xuống ướt áo bốn anh em mình. Bây giờ mình kiếm nhà trong kia mình núp. Dạ. Kiếm nhà trong kia mình núp. Dạ, đi ra ngoài cho dễ quá. Đây. Đi ra ngoài nha. Làm cái kia.